Và cái phương pháp thứ hai mình xin giới thiệu đó là phương pháp dùng nắp chụp. Cái nắp chụp này nó có một cái ưu điểm á, là mình chụp luôn cả cái ống dẻo và cái chén. Cái này mình có thể che bằng cái phương pháp truyền thống, mình cũng có thể ập lên cái muỗng sắt của mình và cái chén cũng được. Còn nếu đối với phương pháp đáy muỗng bằng khí á, để cho cái đơn giản, cái phương pháp này có nghĩa là một người không cần biết gì về cạo mũ cao su hết cũng có thể biết dùng á, cũng có thể dùng được á, là mình sẽ kết hợp là cái ống dẻo ngắn và cái nắp chụp. Là chỉ cần hai cái bộ phận này là bạn có thể là đáy muỗng ngày mưa thoải mái luôn. Nó rất là đơn giản, ai làm cũng được và nó chỉ có hai cái bộ phận thôi. Và lắp đặt cũng rất là đơn giản, bạn chỉ cần cột cái nắp, nó có cái lỗ ở đây bên hông, vào cái dây cột kiềng và nó sẽ treo toàn tay như thế này. Đến khi mà trời mưa thì bạn chỉ cần chụp lên cái ống dẻo, mình khoan vô cái ống dẻo vô, mình chụp lên cái ống dẻo, thì cái phương pháp này nó đảm bảo cho mình là cái đúng cái phương pháp là mình sẽ dời cái nắp chóp xung quanh cái thân cây và mình sẽ khoan vòng vòng thân cây, thì nó sẽ đảm bảo là cái vùng áp khí cho cái mặt thân đó nó sẽ có thời gian nó lặn lặn lại, tránh trường hợp là mình khoan nhiều hè hoặc là mình khoan mình áp khí quá lâu ở một cái vùng da nhất định. Nên cái dùng cái nắp và cái ống dẻo này nó phù hợp cho những cái cây giống như là cái da nó yếu, cái hàng da tái sinh, thì bắt buộc mình sẽ dời ở khắp mọi vị trí ở thân cây. Tại vì da tái sinh không phải là cái vùng da nào nó cũng có muỗng như nhau, có vùng da tốt, có vùng da xấu, thì đòi hỏi mình phải khi mà cái vùng da gặp vùng da xấu không có muỗng thì bắt buộc mình phải dời qua vùng da khác. Thì đối với những phương pháp che mưa khác thì mình phải mất cái công thiết lập rất là lâu, còn đối với cái cách này thì mình chỉ đơn giản là mình chỉ dời cái chén qua chỗ khác là xong, tại vì cái nắp nó treo vô trong cái kiềng rồi đó, thì nó đảm bảo cái thời gian của mình rất là linh động trong việc dời cái nắp và cái vị trí lấy mũ của mình. Thì sau đây mình xin hướng dẫn cái cách thức của làm cái này. Thì mình chỉ cần một cây, mình cần một cái nắp và tầm khoảng 3 cái ống dẻo lấy mũ. Này ống dẻo dùng của năm ngoái. Thì tại sao cần phải 3 cái? Tại vì khi mà bạn lấy mũ lần đầu tiên, nếu mà lần thứ hai mà bạn khoan mà bạn rút cái này ra thì tất nhiên là cái mũ trong đây nó vẫn chưa có đông. Nên bạn vẫn để cái ống như đây, lần thứ hai bạn dùng một cái ống dẻo thứ hai và lần thứ ba bạn dùng cái ống dẻo thứ ba. Đến lần thứ tư bạn chỉ cần rút cái ống dẻo thứ nhất ra là cái dây mũ nó đông rồi, nó sẽ dễ dàng nó tuột ra ngoài và bạn không có mất nhiều cái công để mà thông ống mũ. Và cái ống này cũng rất là rẻ nên mình có thể là trang bị 2-3 cái. Một số cây chỉ cần 2 cái, một số cây mà mũ khó đông thì mình cần 3 cái. Thì mình khoan và sau đó mình gắn cái ống dẻo vào cái mép khoan. Mình nên cột thêm cái sợi dây vào người để khi mình khoan xong mình buông nó dễ dàng. Và sau đó mình chỉ cần, nếu mà trời có mưa, mình chỉ cần chùm cái này lên cái chén của mình, vậy là xong, rất là nhanh và hoàn tất. Và khi mình lấy mũ á thì thao tác không có cần phải dở lên, chỉ cần lấy cái tay thất nhẹ ra là mình chút mũ bình thường, thì nó giảm được cái thời gian của những phương pháp khác đó, giống như mình sẽ vén ra. Ở này mình chỉ thất tay. Và lưu ý là nếu mà các bạn nào trẻ tuổi, con trai trẻ tuổi thì bạn nên dùng ngón giữa để hất nó sẽ nhanh hơn là các ngón khác. Còn chị em phụ nữ thì dùng ngón trỏ thì hất thì sẽ lẹ hơn đó, bạn lưu ý cái đó. Còn nguyên nhân như thế nào thì mình nghĩ là các bạn từ từ suy nghĩ sẽ hiểu. Cái nắp này thì bên mình nó sẽ có cái logo là lấy mũ bằng khí.com và cái bề mặt nắp á, cái bề mặt mà tay cầm á, nó rất là nhám, nên bạn cầm đảm bảo là nó sẽ không có trơn, nước cái gì nó không có trơn ở đây, mình cầm rất là dễ dàng đó, bề mặt nó nhám. Và cái làm bằng nhựa tốt nên khi bạn có thể là đạp chúng thì nó cũng không có bị gãy và nó sẽ dùng một thời gian là rất là lâu và nó tương đối là dày dặn đó. Và cái đường kính của cái nắp nó khá rộng, nó phù hợp với tất cả các loại chén nên nó khá rộng, nên nó việc bỏ vô rất là dễ và việc mà mình hất ra nó cũng rất là dễ dàng trong việc mà mình cúp mũ. Đây cũng là một cái cách hay để bà con nào không có rành về các phương pháp, không có rành về cây cao su có thể lấy mũ một cách dễ dàng. Xin chào bà con.